Hai anh, tiện ở đây là có cái thùng của hãng Puritan Spray này. Em mới nhận được ở bên Mỹ xong. Thường thì là cái những cái thuốc ở bên Mỹ ấy, không họ sẽ không có cái hộp đâu anh. Chỉ có rất ít loại có hộp. Còn đâu là chỉ có mỗi không cái lọ không thôi. Đây là em khui luôn ra đây anh này. Đây nha anh, vừa mới mở ra xong. Thuốc bao giờ em cũng order từ hãng. Đấy, đây là hóa đơn mua hàng này. Đó anh. Đấy. Đều không có hộp gì hết. Và hầu như thuốc bên Mỹ đều như vậy đó anh. Cho nên anh mua hàng cứ yên tâm nha.